Ngang tàn và mắc bệnh sạch sẽ, bà xã Thiên Vương Hồng Công Trương Học Hữu đuổi 21 người giúp việc trong vòng 3 năm. Có thể thấy, La Mỹ Vi chính là hình tượng nàng dâu mà các bà mẹ chồng mong muốn tránh xa. Là một trong tứ đại thiên vương một thời của xứ Cảng Thơm, Trương Học Hữu luôn được biết đến khi có một người vợ hy sinh hết mình vì sự nghiệp của chồng. Vào thời điểm đó, La Mỹ Vi nổi tiếng là một mỹ nhân có vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết, thậm chí nhan sắc của cô còn được so sánh với các mỹ nhân tên tuổi khác như Vương Tổ Hiền, Cũng Lợi, Trương Mạn Ngọc. Tuy nhiên, vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp, La Mỹ Vi lại bất ngờ quyết định từ bỏ tất cả để trở thành một người vợ đúng nghĩa. Xinh đẹp và tài năng là thế, thế nhưng ít ai biết được rằng, La Mỹ Vi khi trở về nhà lại lục xác thành một người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với hình tượng đăng trang dịu dàng của mình trên màn ảnh nhỏ. La Mỹ Vi được nhận xét là một người phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói và quyền quyết định trong nhà, mọi thứ đều được cô yêu cầu phải đạt đến mức độ hoàn hảo. Có thông tin tiết lộ rằng, vào thời điểm đó, nàng dâu La Mỹ Vi luôn không hài lòng với những người giúp việc trong nhà. Cô cho rằng họ chưa thực hiện tốt công việc của mình và nhà cửa luôn không sạch sẽ. Chính vì thế mà chỉ trong thời gian 3 năm, La Mỹ Vi đã đuổi việc tất cả 21 người giúp việc. Kết quả, cô nàng cũng bị các công ty môi giới dịch vụ giúp việc cho vào danh sách đen. Không những vậy, trong gia đình của mình, ngoại trừ bảo mẫu chuyên dùng, bản thân và chồng ra, những người khác hoàn toàn không được động đến con của mình. Ngay đến việc đưa đón con cái đi học, La Mỹ Vi cũng tự mình thực hiện. Thậm chí khi bà nội của đứa nhỏ lên thăm thì cũng không được ẩm chấu ruột của mình. Ngoài ra, La Mỹ Vi cũng là người nổi tiếng với căn bệnh thích sự sạch sẽ. Mỗi lần ra ngoài sẽ luôn mang theo mình một chai xịt khử trùng, không bao giờ tắm rửa tại phòng tắm của trung tâm thể hình, đi ăn ngoài sẽ luôn mang theo bộ đũa và thì riêng. Thậm chí, trong lần đi dự tang lễ của Mai Diễm Phương, khi bất ngờ gặp một người lạ đứng cạnh mình hát xì, cô nàng ngay lập tức dùng quạt phe phẩy với gương mặt khó chịu. Khi đó, hình ảnh không đẹp này của La Mỹ Vi đã được cánh nhà báo chụp lại và trở thành sự kiện ôm ào lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mặc kệ những ồn ào bất hảo và tính cách khó chiều của vợ, Trương Học Hữu vẫn luôn yêu thương, bảo vệ vợ mình. Đến nay cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình.